Ơi, xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau. Và trong bài học ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em một bài học mới. Đó chính là bài thể dục phát triển chung. Trong bài thể dục phát triển chung có rất nhiều dạng. Nhưng ngày hôm nay trong bài học của chúng ta sẽ là bài thể dục phát triển chung với cờ. Đây, hai lá cờ như thế này. Và cách làm như thế nào thì xin mời các bạn cùng đón xem với thầy nhé. Thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm hai lá cờ tại nhà. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị một tờ giấy màu đỏ và một tờ giấy màu vàng. Bên cạnh đó chúng ta sẽ chuẩn bị thêm hai thanh tre, hoặc là ở nhà các bạn thấy phổ biến nhất là hai chiếc đũa của chúng ta hay thường ăn hàng ngày ở nhà ha. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt hai tờ giấy màu đỏ màu vàng ra theo đường chéo như thế này. Sau khi cắt xong chúng ta sẽ được bốn cái hình tam giác như trên. Sau đó các bạn sẽ lấy một tờ giấy màu đỏ được vừa cắt ra ghép vào với một tờ giấy màu vàng như thế này. Ở đây thầy có để một cái hai mặt sẵn, chúng ta sẽ dán như thế này. Chúng ta kẹp vào chung với chiếc đũa để làm cái cán cờ. Sau khi dán xong thì chúng ta đã có được hai lá cờ. Đây, một mặt màu một đỏ. Các bạn có thể dán một màmàu, một màu vàng, một bên vàng, một bên đỏ tùy thích ha. Như riêng bản thân thầy thì thầy thích là một bên vàng, một bên đỏ. Khi chúng ta tập cái động tác thì nó sẽ đẹp hơn. Đây. Rồi, vậy là thầy đã hướng dẫn cho các bạn cách làm hai lá cờ tại nhà. Sau đây chúng ta sẽ bước vào bài học ngày hôm nay. Bài thể dục phát triển chung với cờ gồm có 9 động tác. Và ngày hôm nay bài học của chúng ta, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 động tác đầu tiên của bài thể dục phát triển chung với cờ. Đó chính là động tác luân thở, động tác tay và động tác chân. Mời các bạn cùng đón xem nhé. Phương thở. Nhịp 1. Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai. Hai tay cầm cờ đưa ra trước, lên cao song song. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Cờ hướng lên cao, ưỡn thân, mặt ngửa. Hít sâu vào bằng mũi. Nhịp 2. Đưa hai tay ra trước, xuống thấp, chết ra sau. Cờ hướng xuống đất, cúi đầu, hóp bụng. Thở mạnh ra bằng miệng. Nhịp 3. Đưa hai tay và cờ từ dưới ra trước, dang ngang. Lòng bàn tay hướng trước, ngực hơi ưỡn, hít sâu vào bằng mũi. Nhịp 4. Đưa hai tay và cờ ra trước, xuống thấp, về tư thế chuẩn bị. Thở mạnh ra bằng miệng. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4. Nhưng nhịp 5, bước chân phải sang ngang. Động tác thứ hai, động tác tay. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang một bước rộng bằng vai. Hai tay đưa lên từ dưới ra trước, lên cao song song. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Cờ hướng lên cao, mặt ngửa, mắt nhìn theo cờ. Lúc này chúng ta hít vào. Nhịp 2, đưa hai tay ra trước song song cao ngang vai. Lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ hướng trước. Lúc này chúng ta thở ra. Nhịp 3, đưa hai tay dang ngang. Lòng bàn tay ngửa, cờ hướng sang hai bên. Lúc này hít vào. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị, thở ra. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4. Nhưng nhịp 5, bước chân phải sang ngang. Động tác thứ 3, động tác chân.
Nhịp 1, kiển hai bàn chân, hai tay cầm cờ chống vào hông, cờ hướng ra trước, hít vào. Nhịp 2, khuỵu gối sâu, kiển hai bàn chân, hai tay đưa ra trước song song, cao ngang vai, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo cờ, thở ra. Nhịp 3, đứng thẳng người lên, hai tay dang ngang bàn tay ngửa, hai cờ hướng sang hai bên, mặt quay sang trái, mắt nhìn theo cờ. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị, thở ra. Nhịp 5, 6, 7, 8, như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng nhịp 7, quay mặt sang phải. Rồi, vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các bạn từng chi tiết của ba động tác buông thở, động tác tay và động tác chân với cờ. Để tập ở nhà thì các bạn nên tập lại động tác với số lần là 2 lần 8 nhịp để các bạn nhớ cho rõ động tác ha, dễ thuộc bài hơn. Và sau đây các bạn cùng xem thầy thực hiện lại động tác với 2 lần 8 nhịp ở ba động tác đầu tiên nhé. Rồi, động tác thứ nhất, động tác buông thở. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác thứ hai, động tác tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác thứ ba, động tác chân. 1 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác thứ ba, động tác chân. 1